Bảo Nam nè. Mày gạt mẹ hả? Mẹ, mày gạt mẹ hả? Mẹ, mày nghe Bảo Nam hay sao? Mẹ không nghe gì nữa hết. Tụi mày thông đồng cấu kết với nhau để gạt mẹ. Mày ăn phải bùa mê thuốc lú gì của con đó hả? Sao mẹ nói như vậy? Con tự nguyện mà, không có bùa mê thuốc lú gì của ai cả. Mẹ không cưới xin gì nữa hết. Có chuyện gì ấy? Từ rày về sau đừng bao giờ nhắc tên con Hân trước mặt mẹ nữa, nghe chưa? Nghe rõ chưa? Sao? Sao giờ này hai mẹ con chưa chịu đi ngủ nữa rồi lại cãi nhau ôm sòm vậy? Thằng con ông đó, nó đưa gái xê về nhà này để lừa tôi. Nó muốn là tôi không có cơ hội làm bà nội mà. Nó muốn nhà này không có người để nói giỏi mà. Con Hân nó không sinh được con nữa. Ông con có chịu nổi không? Nam, có thể không con? Dạ đúng, nhưng mà con cũng mới biết được thôi. Con không có lừa mẹ. Còn cổ, cổ cũng đang uống thuốc để điều trị mà. Vô sinh thôi, chứ đâu phải bệnh truyền nhiễm hay là bệnh lây lan gì mẹ làm thấy ghê vậy. Không có quen biết cưới hỏi gì con Hân nữa hết. Chấm hết. Từ bây giờ đừng nói chuyện với mẹ nữa. Mẹ, con chưa nói xong mà. Mẹ. Ba. Ba không can thiệp. Con cứ thương lượng với mẹ con đi. Kìa ba. Mẹ, mẹ không cho con cưới nhà Hân, nhất định con sẽ ở giá tới già cho chết luôn. Lúc đó mẹ cũng tuyệt tự vậy. Mẹ, mẹ không cho con cưới nhà Hân, con nhất định sẽ tuyệt thật. Nam, mở cửa cho mẹ đi con. Mở cửa cho mẹ đi Bảo Nam. Mẹ có nấu mấy món con thích nè. Con không có ăn đâu, mẹ ăn đi. Con không ăn là không được đâu. Con có giận mẹ thì cũng đừng tự hành hạ bản thân mình chứ. Mẹ mặc kệ con đi. Con không cưới được nhà Hân, cuộc sống này đối với con không có ý nghĩa gì nữa. Con vì một người phụ nữ mà nỡ nói những lời bất hiếu với mẹ như vậy sao Nam? Con xin lỗi mẹ, nhưng mà thật sự con không còn biết phải làm gì hơn. Con đã nghe lời của mẹ đi du học, chấp nhận xa nhà, chấp nhận xa nhà hơn 3 năm. Vậy mà bây giờ tụi con vẫn không được ở bên nhau. Tại sao mẹ vẫn muốn chia cắt chúng con như vậy chứ? Mẹ làm như vậy cũng vì cái gia đình này, cũng vì con. Con phải hiểu cho mẹ chứ. Mẹ, mẹ kêu con hiểu cho mẹ, vậy mẹ có hiểu cho con không? Con nói rồi, con nhất định sẽ không ăn uống gì hết á. Mẹ đừng mất công làm phiền con. Mẹ đừng nói với con, con không muốn gặp mẹ, mẹ đi đi. Bảo Nam, mở cửa cho mẹ đi con. Bảo Nam à, con có nghe mẹ nói không vậy? Mở cửa cho mẹ đi. Quang. Dạ, con chào bác. Con đến rồi, bác mừng quá. Vô đây, vô đây. Có chuyện gì mà bác lại kêu con tới gấp vậy? Con làm ơn khuyên thằng Bảo Nam giùm bác được không? Nó không thèm nói chuyện với bác. Nó không ăn uống gì hết. Bác lo nó sẽ đổ bệnh. Thằng Nam đang ở đâu hả bác? Nó ở trên phòng đó. Con lên con khuyên nó giùm bác đi. Được rồi, con sẽ lên coi sau ạ. Bác cứ yên tâm đi nha. Ừ, con lên đi. Dạ.
Ai đó? Tao thôi mì quang đi. Sao mày lại tới đây? Thôi, vào trong đi rồi đó. Giờ đi. Mẹ tao gọi cho mày phải không? Ừ. Bác ấy lo cho mày lắm đó. Mày định làm cái trò gì vậy, hả? Tao đang đấu tranh cho tình yêu của mình. Tao muốn mẹ phải chấp nhận nhã hơn. Nhưng mà có nhất thiết mày phải làm căng thẳng như vậy không? Nhưng mà bây giờ tao có cách nào khác đâu. Rồi chuyện của công ty nữa, mày tính không màng tới hả? Tommy, trong thời gian này phiền mày gánh vác giùm tao được không? Rồi, yên tâm đi. Nè. Hay mày giúp tao một việc được không? Việc gì? Nói đi. Sao rồi con? Con khuyên nói giùm cho bác được không? Dạ, con đã nói hết lời rồi ạ. Nhưng mà có lẽ thằng Nam nó không thay đổi ý định đâu bác. Hồi nãy con thấy nó tiều tụy quá. Con lo cứ cái đà này thì nó không qua khỏi đêm nay đâu bác à. Thiệt vậy hả con? Làm sao bây giờ? Ngay cả con là bạn thân của nó mà cũng không khuyên được nó nữa sao? Con xin lỗi bác, nhưng lần này con không giúp nổi bác rồi. Nhưng mà con nghĩ là chắc bác sẽ có cách giúp cho thằng Nam chứ. Bác phải khẩn trương lên. Chứ con nghĩ là có thể nó sẽ làm điều gì dại dột đó bác. Nó định làm gì hả con? Dạ. Con lại nói năng lung tung nữa rồi. Thằng Nam nó la con chết. Bây giờ con phải về công ty làm việc rồi. Có gì con sẽ ghé thăm bác và thằng Nam sau. Mà có thể lần đó con cũng không thể nói chuyện với thằng Nam được nữa. Cảm ơn con. Thôi con đi làm đi. Dạ, con xin phép bác. Anh đừng làm căng với mẹ quá. Cứ từ từ thuyết phục, nhất định mẹ sẽ hiểu mà. Không đâu, anh hiểu tính của mẹ mà. Lần này không dễ thuyết phục được mẹ đâu. Nhưng anh tuyệt thực như vậy, lỡ ảnh hưởng tới sức khỏe thì sao? Em lo lắm, anh biết không? Em yên tâm đi, anh chịu được mà. Vì tình yêu của chúng ta, dịch giả cỡ nào anh cũng chịu hết. Giờ với anh, em là quan trọng nhất. Còn những cái khác, anh không quan tâm. Nhưng anh càng làm căng với mẹ thì mẹ lại càng ghét em cho mà coi. Không đâu, em đừng có lo. Em chỉ cần tin tưởng ở anh là được rồi. Nhưng thật ra lần này mẹ phản đối là đúng. Em cũng là mẹ, em hiểu cảm giác của mẹ lúc này. Hay là chúng ta tạm thời... Không, em đừng hòng khuyên anh chia tay với em. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nhưng mà gây áp lực để mẹ chấp nhận thì không hay cho lắm. Tóm lại em đừng có suy nghĩ, đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh đây chỉ cần á, em luôn nghĩ đến anh là đủ rồi. Còn mọi chuyện khác cứ để anh lo. Vậy đi, em nghỉ ngơi sớm nha. Sao mà bọn Nam vẫn không chịu ăn à? Không, nó nói nó không cưới được người phụ nữ đó thì cuộc sống nó không còn ý nghĩa gì nữa. Còn với cái nó muốn chọc cho tôi tức chết mà. Mà bà cũng căng quá. Hai mẹ con á phải chi mà, mỗi người nhường một bước có phải đỡ hơn không?
thì tôi cũng đã nhượng bộ, bỏ qua chuyện cô ta đã từng kết hôn rồi còn gì. Ông còn muốn tôi nhún nhường tới mức nào nữa? Hay ông muốn tôi chấp nhận cho hai đứa nó lấy nhau rồi ngồi nhìn cái nhà này tuyệt tự à? Bà nói cái gì mà ghê vậy hả? Thời nay á, cái chuyện vô sinh hiếm muộn nó như là cơm bữa, cũng dễ chữa thôi mà, có phải nan y đâu mà lo. Chuyện như vậy mà ông kêu đừng lo, vậy thì tôi lo chuyện gì? Theo ý tôi á, là cứ từ từ, phải từ từ rồi tìm cách giải quyết ha. Bà mà làm căng quá đó, cái rồi lỡ nó nghĩ quẩn, cái rồi xảy ra chuyện gì thì càng chết. Thôi, tôi đang rối lắm rồi, ông đừng có hù dọa tôi nữa. Tôi nói thiệt chứ hù gì. Ba cái chuyện thất tình á, rồi làm cái chuyện dại dột, nhảy lầu, nhảy sông là chuyện bình thường hả? Ở trên mạng cái kìa, hà rầm. Bà lên mạng bà coi, bà biết liền. Mẹ ơi, con nên tô cái áo này màu xanh hay là màu vàng? Mẹ Hả? Con nên tô cái áo này màu xanh hay là màu vàng? Con muốn tô màu gì cũng được, tùy con. Con vẽ thì con có quyền quyết định mà. Dạ, vậy thì con sẽ tô màu vàng. Xin chào. Dạ, em chào cô. Chào cô. Thanh niên bây giờ nông nổi quá, sao lại có thể dễ dàng tìm đến cái chết như vậy chứ? Bộ có tin mới nữa hả? Ừ. Thầy coi nè, tin đăng một cậu sinh viên vì thất tình mà tự tử nè. Đúng là trẻ người non dạ. Tại sao không suy nghĩ kỹ những việc mình làm chứ? Nhưng mà lúc đó đang thất tình mà, đâu còn kịp suy nghĩ gì nữa đâu. Cô cũng rành chuyện này ghê ha. Chị à, cậu ta chết là xong, chỉ làm khổ cho những người ở lại thôi. Chịu nỗi đau quá lớn, sống mà như vậy á, người ta gọi là sống ích kỷ đó chị. Đúng rồi, nhưng mà thầy ơi, tình yêu mà, tình yêu của giới trẻ bây giờ khó nói lắm. Theo tôi biết á, lúc đó họ chỉ thấy cuộc sống bế tắc và không còn ý nghĩa nữa. Cho nên họ mới tìm tới cái chết thôi, để giải thoát mà. Thôi, đến giờ lên lớp rồi, chào thầy tôi đi. Tôi đi nha cô. Dạ. Tôi cũng lên lớp đây. Chào chị. Chào thầy. Chào cô. Dạ chào thầy. Dạ vậy thôi à, em cũng lên lớp nha cô Đông. Con có giận mẹ thì cũng đừng tự hành hạ bản thân mình chứ. Mẹ mặc kệ con đi, con không cưới được Nhã Hưng, cuộc sống này đối với con không còn ý nghĩa gì nữa. Bà mà làm căng quá đó, cái rồi lỡ nó nghĩ quẩn, cái rồi xảy ra chuyện gì thì càng chết. Nam, mở cửa cho mẹ đi, mẹ cần nói chuyện với con. Nam à, mở cửa cho mẹ đi con. Nam ơi, mở cửa cho mẹ nhanh đi con. Nam à, mở cửa cho mẹ đi con. Nam ơi, con có nghe mẹ gọi không? Nam, con sao vậy? Con không sao đâu. Con ngồi yên đi. Mẹ con mình cần nói chuyện.
Vậy đi. Con nhìn con đi, người ngợm không ra gì. Con làm mẹ thất vọng quá. Nếu mẹ nhất quyết ngăn cản thì có phải con cũng nhất quyết chống đối tới cùng, đúng không? Thì mẹ cũng thừa biết câu trả lời của con là gì mà. Con làm mẹ đau lòng quá. Con xin lỗi mẹ. Nhưng xa nhà hơn, con cũng đau lòng lắm. Con hành hạ bản thân con để gây áp lực với mẹ, vì con biết trước sau gì mẹ cũng thua con. Vì chẳng có cha mẹ nào muốn hơn thua với con mình hết. Mẹ, con không có ý đó. Bây giờ thì con thắng rồi đó. Mẹ thua con rồi, mẹ không cản được con. Con cứ làm những gì mà con thích đi. Mẹ, mẹ nói thiệt hả mẹ? Mẹ chấp nhận cho con cưới Nhã Hân hả? Mẹ còn có thể làm khác được sao? Ai biểu mẹ thương con như vậy? Mẹ, 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 nhưng con cũng rất là thương mẹ mà. Nhưng mẹ nói trước, Nhã Hân vẫn phải tiếp tục điều trị. Hai đứa phải cố gắng sinh một đứa cháu cho ba mẹ. Dạ, con biết rồi. Mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ khuyên cô ấy điều trị mà. Mấy ngày nay con đã không ăn uống gì rồi. Để mẹ xuống bếp lấy cơm cho con. Dạ, vậy để con xuống với mẹ nha. Con sao vậy? Đó, con thấy hậu quả chưa? Thôi, để mẹ đi lấy cơm cho con. Dạ, con cảm ơn mẹ. Vô nhà tắm rửa trước đi nha. Dạ. Ủa, sao lại ở đây? Mẹ vừa mới nói chuyện với anh xong và mẹ cũng đã tán thành chuyện của chúng ta rồi. Thiệt hả? Thiệt. Anh vừa mới nói chuyện với mẹ xong nên anh vui quá, anh mới chạy đến đây báo cho em biết liền nè. Hèn gì tóc anh không kịp chải luôn kìa. Vậy hả? Do anh vui quá cho nên anh chưa kịp chải chút gì hết. Em, anh mừng quá. Chịu đi làm rồi hả? Tao cứ tưởng là mày còn ở nhà nhõng nhẽo với mẹ nữa chứ. Được rồi, mày cứ cười tao đi. Tao giỡn thôi. Nhưng mà cũng chúc mừng mày, không ngờ là cái chiêu tuyệt thực lại hay quá ta. Mày nè, tao không ngờ là mày diễn hay đến như vậy đó nha. Cảm ơn mày. Tao á cũng hơi bất ngờ khi mẹ tao thay đổi ý định nhanh như vậy. Tao ra tay á thì gạo xây đa cám. Nhưng mà nè, bây giờ không còn ai cản trở. Hai tụi mày định bao giờ cưới? Cái này á, chắc là tao phải hỏi ý kiến của mẹ vợ tương lai của tao rồi. Mẹ vợ tương lai? À, tục ngữ Việt Nam có cái câu gì, cái gì mà nhất nhì, à, nhất mẹ vợ nhì trời. Mày sửa lời của người ta rồi.
nhất vợ nhì trời. Thôi đi ông ơi, nhất mẹ vợ hay nhất vợ gì tôi không biết, nhưng mà đều đúng với ông hết đó. Cái thằng này cứ chọc tao hoài à. Thôi nó làm gì đi. Ờ, tao chưa hiểu ở mấy chỗ này. Sao? Mấy cái bảng báo giá này là sao vậy? Dạ, không mời bác à. Sao? Hai đứa con dự định khi nào đám cưới? Dạ, tháng sau. Tháng sau? Dạ. Sao gấp quá vậy? Mẹ e là khó kiếm nhà hàng lắm đó. Dạ, tại vì mẹ con đã đi con ngày rồi, thấy tháng sau có ngày tốt nên mẹ con chọn luôn à. Dạ, cũng hơi gấp thiệt, nhưng mà con nghĩ chưa vào mùa cưới nên chắc cũng không sao đâu ạ. Nếu mà ba mẹ con đã coi ngay rồi á thì cứ vậy mà làm. Mọi chuyện thì cứ để bên đó quyết định đi. Mà các con cứ làm gòn gòn được rồi, đừng có rinh ráng quá chi cho tốn kém nghe không? Dạ, tụi con cũng tính mời bà con và một vài người bạn thôi. Đơn giản mà ấm cúng là được rồi mẹ à. Thấy vậy chứ đám cưới có nhiều việc phải lo lắm con. Mà cả con cũng nên chuẩn bị đi là vừa rồi đó. Dạ, tụi con cũng đã lên kế hoạch hết rồi ạ. Dạ. Mà chuyện này con đã cho mẹ Na biết chưa? Con... Dạ chưa ạ. Con mới nói với mẹ thôi. Không biết con bé nó sẽ nghĩ sao. Ba thì mới cưới xong, giờ thì đến mẹ. Con cái thường gọi chấp nhận chuyện ba mẹ lấy vợ lấy chồng lắm đó. Dạ, tối nay con sẽ nói chuyện với con của con à. Được rồi, ráng lừa lời mà nói với nó nghe con, tránh để con bé bị sốc nha con. Dạ, con biết rồi mẹ. Thưa ra. Con thắng rồi. Mẹ lại thua con nữa rồi. Mình chơi lại nha. Dạ. Hôm nay con đi học có gì vui không? Kể mẹ nghe coi. Dạ có. Hôm nay có một bạn trong giờ thể dục, bạn ấy bị rách quần, bạn ấy mắc cỡ quá, không dám đi đâu á. Vậy lúc đó con có cười bạn không? Tất cả các bạn đều cười, nên con cũng cười theo. Bạn bị như vậy, sao con lại cười? Tại con thấy mắc cười, với lại mấy bạn khác ai cũng cười hết á. Vậy thì con và các bạn đều sai rồi. Dạ. Đáng lẽ ra con phải giúp bạn, chứ không phải cười nhạo bạn như vậy. Con thử nghĩ coi, nếu người bị rách quần là con, thấy bạn bè cười nhạo con như vậy, con có buồn không? Dạ có. Vậy thì tại sao con lại làm cho bạn buồn? Dạ con hiểu rồi. Sau này con không làm như vậy nữa. Con ngoan lắm. Mình chơi tiếp đi mẹ. Mẹ đi trước nè. Mẹ hỏi con chuyện này nha. Dạ. Con có thích chú Nam không? Dạ có. Chú Nam thương con cũng thương chú Nam nữa. Vậy nếu mẹ với chú Nam cưới nhau thì con có buồn không? Mẹ với chú Nam cưới nhau hả? Ừ. Vậy con có được sống chung với mẹ không? Đương nhiên là có rồi. Vậy thì con sẽ không buồn đâu, tại vì con có thêm một người yêu thương nữa mà. Bena giỏi quá. Mình tiếp đi con. Dạ. Kìa bà, bà quái cái chi mà lâu rửa? Cái ôn đi, tôi già rồi, ôn tưởng là tôi còn trẻ lắm á, chữ chi mà nhỏ xíu ấy, tôi phải ráng mới đọc được. Trời, không ngờ con Hân lại gửi thiệp ra mời vợ chồng mình ở ngoài này. Ít ra hắn cũng là người biết trước biết sau rồi chứ. Dù gì
Mình cũng đã từng là ba mà chồng của nó mà. Là ngày xưa thôi. Chừ thì còn liên can chi nữa bố. Rửa ba tỉnh răng, có vô Sài Gòn dự đám cưới được không? Thì hẳn cũng nhớ tới mình mà mời, thì mình phải đi chứ. Dù lúc là mẹ chồng nàng dâu tôi cũng không ưa hẳn, nhưng mà trừ tôi thấy hẳn có hạnh phúc chứ ria tôi cũng mừng. Bà nói như ria thì tôi chiều nè. Tôi biết bà giận thì la oang oang, chứ cái bụng của bà thì thiệt là tốt. Chứ ổn mới biết răng. không có gì, mẹ anh vừa gọi. Thôi, anh tắt máy nha, mai gặp. Bye. Ở đâu vậy ta? À, hay là mẹ giữ? Mẹ, mẹ. Ừ? Cái gì vậy? Giờ đây con nói nghe nè. Cái gì mà sùm vậy? Mẹ giữ chiếc nhẫn của con đúng không? Không. Nhẫn của con thì ở phòng con chứ sao ở phòng mẹ? Vậy chứ sao? Bây giờ ở đâu con không thấy luôn á. Chuyện gì mà hai mẹ con sùm vậy hả? Thằng Nam nó để chiếc nhẫn cưới đâu nó không nhớ kìa. Ông tìm phụ nó coi. Trời ơi, ngày mai là đám cưới rồi mà con. Con tìm nãy giờ mà không thấy luôn ba. Giờ chia nhau đi tìm đi. Dạ. Thôi mẹ tìm mệt lắm rồi, mẹ tìm không nổi nữa đâu. Nè, dạ. Con nhớ lại lần cuối coi, con để nó ở chỗ nào. Con không nhớ, con chỉ nhớ là lúc con cặp chiếc nhẫn về là con đi thẳng vô phòng này luôn nè. Nhẫn để trong phòng á, thì nó sẽ ở trong phòng chứ, làm sao mà mất được. Con làm sao vậy Nam, có chiếc nhẫn mà cũng không giữ được nữa. Con nhớ là con mang về đây mà ta. Kỳ vậy mà. Giờ làm sao đây? Rồi rồi rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. À, đây. Ba, con đó. Cái này con để quên con... ở trong áo vest đó. Ba, cảm ơn cái đầu mày. Dạ, con cảm ơn ba. Ba thấy không? Thiệt. Nói nổi. Có rồi. Trẻ mà như vậy. Mày một lớn tuổi không biết sao đó. Trời Dạ. Dạ chào anh chị. Anh chào em. Chị tự coi được rồi, cảm ơn. Dạ, em. Dạ chị cứ tự nhiên. Cảm ơn em. Cái này nhìn cũng được ha. Màu đen. Dạ quá hả. Đen nhìn nó sang trọng. Cái này rườm rà quá. Nè, cái này được không? Cái gì? Em tính mặc cái này hả? Thôi thôi, thôi lựa cái khác đi. Em nhìn thấy cái này không? Dây vợ chút xíu rồi, hở hang quá. Chứ. Mà anh thấy sao phụ nữ đi tiệc tùng bây giờ tốn kém quá. Rắc rối đủ thứ. Mỗi lần đi nào là phải quần mới, áo mới, phụ kiện. Tùm lum tùm la hết. Đúng là phiền phức. Chẳng bao nhiêu tụi cô trai bọn anh, chỉ quần tây áo sơ mi, rất là đơn giản. Hơ, so sánh thiển cận vậy mà cũng so sánh được hả? Người ta thường nói á là phụ nữ đẹp, chứ có ai nói là đàn ông đẹp đâu, đúng không? Nhưng mà anh không biết á là Nhã Hân có nôn hay không. Chứ anh thấy là từ hôm qua tới bây giờ em nôn lắm rồi đó. Ê, mua sắm các thứ rồi chuẩn bị son phấn quần áo giày dép, phức tạp thiệt. Em lại không có nôn nha. Em á lại chỉ đang mừng cho chị Hân thôi đó. Mà Mỹ Xuân nè, em hãy nhìn lại xung quanh mình đi. Anh thấy ai cũng cưới hết trơn rồi, chỉ còn lại anh với em thôi à. Làm gì nhìn em vậy? Thì anh tính bạn với em. Em tính sao?
Tính sao là tính sao? Hay là mình cũng cưới giống họ luôn đi. Ê, đừng có nói là cái câu vừa rồi là cầu hôn á nha. Ờ thì có gì đâu, anh với em có gì đâu nữa mà ngại. Sao cầu hôn gì mà nói suông vậy? Thế lại trong một cái không gian á, không có gì là lãng mạn hết, đều lãng xẹt. Ờ vậy em muốn anh phải làm sao mới gọi là lãng mạn hả? Tự biết đi. Tự biết hả? Muốn cái gì thì cứ nói đại cho rồi, cứ thích người ta đó, rồi tới lúc mình nói sai lại kiếm chuyện giận mày. Đúng là con gái phức tạp gì đâu. Ê, em nghe rồi đó. Anh nói chơi. Cái thằng con này, mai là cưới rồi mà vẫn còn hậu đậu. Thấy gì bình thường, cái gì bà cũng chuẩn bị sẵn cho nó. Rồi giờ lúc nó làm một mình là vậy đó, bà hiểu chưa? Từ giờ bà cứ mặc kệ nó đi ha? Mặc kệ sao được? Tôi có một mình thằng con trai à. Tôi không lo cho nó thì lo cho ai? Thì lo cho tôi nè. Còn nó thì cứ để vợ nó lo ha? Sao? Ông nói làm cho tôi hắt hủi với ông lắm đó. Thì từ ngày có thằng Bảo Nam thì chính xác bà là vậy đó. Trời ơi, hôm nay tự nhiên đi phân bì với con nữa à? Không phải là phân bì, mà là tôi có ý kiến thôi. Bà làm ơn lo cho tôi chút đi. Tự nhiên ông nhắc tới chuyện vợ nó, tôi mới sực nhớ chuyện này. Ông tránh ra cho tôi mượn cái máy chút. Bà kiếm gì á? Tôi có bà bạn giới thiệu ông thầy đông y chuyên chữa vô sinh hay lắm. Để tôi lên tìm thông tin coi sao. Ủa, bà cũng tin vô đông y nữa hả? Tôi tưởng là bà chỉ theo tây y thôi chứ hả? Chỉ cần con Nhã Hơn mà nó sanh được thì đông tây y gì tôi cũng phải thử. Hy vọng là phước chủ mai thầy, biết đâu là mình tìm được phương thuốc hiệu nghiệm. À em, anh đang nghĩ gì vậy? Anh nghĩ về mọi chuyện. Chuyện anh, chuyện em, chuyện Nhã Hưng. Anh nghĩ về chuyện của ba chúng ta. Tại sao hôm nay anh lại nghĩ đến chuyện đó? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ thấy Nhã Hưng hạnh phúc, một phần trong anh cảm thấy anh còn áy náy nữa về những chuyện mà anh đã gây ra cho cô ấy trong thời gian qua. Ngày mai Hưng cưới rồi, anh thấy tiếc đúng không? Không có đâu. Thật lòng đó, anh chúc phúc cho vợ chồng họ. Em cũng vậy. Em cầu mong Hưng sẽ được hạnh phúc. Không hiểu sao em có cảm giác vui hơn đập cưỡi của mình nữa. Nhưng anh biết em vui nhất là gì không? Là gì? Là sau tất cả mọi chuyện, cuối cùng cả ba chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau. Tôi dạ chào, dạ chào, dạ chào sếp. Đúng lắm rồi. Chờ hôm nay đông đủ quá. Nhìn họ xứng đôi thì lắm. Con chào chú. Dạ chào, dạ chào chú. Dạ chào. Dạ chào. Vô đi con. Dạ chào. 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 Vô đi con. Dạ con. Dạ chào mẹ. Thôi bây giờ tụi mình vô trong đi. Ai cũng đẹp hết. Tụi em đi trước nha. Tôi đẹp quá.
Nhìn như vậy ai nói là gái một con đâu chứ. Hôm nay bà khen tôi hơi bị nhiều rồi đó. Đẹp thiệt mà. Rồi, được rồi, bây giờ ra ngoài đi. Khách cũng tới đông đủ rồi. Đi. Kìa, xe bị gì vậy? Không biết nữa, tự nhiên đang chạy máy nó bị sao, tắt máy à. Vậy bây giờ sao? Bao lâu nữa thì mới có thể chạy tới bên kia được? Tôi cũng biết nữa, để tôi gọi điện thoại cho họ đến sửa. Cho bây giờ xe bị như vậy á, anh có sửa được không? Được, nhưng mà hơi lâu một chút. Trời ơi, trễ giờ hết luôn rồi. Nếu vậy thì không kịp đâu. Trễ giờ mình hết. Thôi bây giờ trễ quá rồi, anh ở đây coi sửa xe nha, tôi chạy trước. Ủa, vậy anh đi bằng gì? Anh đi bộ luôn hả? Chứ bây giờ sao giờ, trễ quá rồi, vậy nha. Trời ơi, dễ thương quá. Trời dưới gì không biết. Ủa, sao giờ này mà Bảo Nam Hằng vẫn chưa tới? À, chắc là nó sắp tới rồi đó chị. Ủa, mà nó đi sớm lắm mà ông, sao bây giờ chưa tới nữa? Tôi cũng không biết sao nữa. Con mà bắt máy hả? Con biết có chuyện gì không nữa? Thôi bà yên tâm đi, đừng có lo. Chắc là do kẹt xe thôi. Chờ chút nữa đi. Không biết có chuyện gì hay không nữa. Được rồi, đợi thêm chút nữa đi mà, đừng lo nữa. Răng mà lâu quá vậy chị? Trời ơi, sao giờ lại chưa thấy nữa? Trễ quá rồi, sao còn chưa tới? Chưa chuyện gì nữa? Em gọi điện có được chưa? Trời ơi, điện thoại gọi quá. Gọi không được. Không giờ biết nữa, không biết sao mà nó chưa tới nữa. Không sao đâu, cứ bình tĩnh đi ha. À, có chuyện còn vậy? Chuyện này đi với ba anh. Dạ được. Xin lỗi mọi người nhiều nha. Tại vì xe bị hư cho nên Nam phải chạy bộ, đường hơi xa. Mỹ Xuân à, ra đây. Mỹ Xuân à, em cho anh cầu hôn em nha. Mọi người nè, hai đám cưới luôn nha. Hai đám cưới luôn. Đấy à, giờ đâm đi. Vô nghe nè, vô tiệc nha. Rồi, cảm ơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn nhiều. Thôi mình đi thôi. Mời mình vô đi. Dạ, mọi người vô đi. Mời anh. Thuốc sắp xong rồi nè, em uống đi. Lại thuốc bắc nữa hả? Em không uống đâu. Thôi à, em ráng uống đi, thuốc này quý lắm đó. Nếu như em không uống thì ổn công mẹ của anh đã đi tìm kiếm thuốc khắp nơi đó. Nhưng em cũng đã uống hết mấy tháng rồi, giờ nghe mùi thuốc em ngán tới tận cổ. Anh biết á, là em rất khó chịu. Nhưng mà vì con của chúng ta, em cố lên nhé. Không.
Mà nè, em nhất định là không muốn nữa có đúng không? Ừ. Có chắc không? Cho em nói lại lần cuối đó. Chắc. Gì vậy? Giận hả? Em không thể uống thuốc này được nữa. Em nghĩ bây giờ em chỉ thích hợp với thuốc dưỡng thai thôi. Em nói thiệt hả? Ừ. Em có chắc không? Cho anh trọn giây phút lao sao, cho anh biết ngày dài tương tư. Em cho anh từng đêm trôi rất nhẹ nhàng, để cho anh chờ mong. Này gió ơi, xin hãy gửi đến em rằng anh yêu em, rằng anh rất yêu em. Từ bấy lâu anh đã lừa dối anh, người ơi, anh luôn nhớ em. Tình yêu nó không hận, tình yêu nó không buồn, để cho con tim con...